Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh của Tân Thạch Vlog ha. Rồi nói đầu tiên thì cảm ơn tất cả các bạn đã click vào xem video của Thạch ha. Rồi, trước mắt của các bạn đây á là hai cái dòng xe, đó chính là Honda Vision và Honda AB 125 ha. Thì con AB 125 này á là tem của nó là tem 2023 nha các bạn. Đó. Thì hiện tại là Vision đang có chiều hướng là tăng nha các bạn. Thì không biết là mình có thể là nên mua AB hay là Vision này ha. Thì các bạn xem và tham khảo nha. Đó, thì hai con này là con Vision á thì được sử dụng cái đèn LED ở trên và đèn, nói chung là đèn LED trên, còn đèn xi nhan ở dưới ha. Còn cái con AB thì được sử dụng đèn của nó là tích hợp vào chung dưới dưới phần cụm ở dưới đây luôn ha. Thì nó sẽ bất tiện một cái á là nó sẽ được chiếu sáng, nó sẽ soi đường, nó sẽ sáng hơn. Nhưng mà nó bất tiện cái á là những cái lúc mà cua quẹo á thì cái con AB này nó sẽ không có bám đường theo của mình á. Đó. Rồi, với lại cái giá tiền của con AB á thì nó chỉ nằm cái mức giá là trung bình thôi. Còn như con Vision thì nó sẽ giá nó thấp hơn, nhưng mà có một cái hiện tại là giờ giá nó đang rất là cao các bạn. Nếu như mà các bạn nào mà muốn mua hoặc là đang thực sự muốn mua á thì mình nên mua bây giờ, còn nếu không á thì nghĩ là vài tháng nữa có thể là Vision nó sẽ lên cao nữa, tại vì cận Tết rồi các bạn. Hiện tại nhờ giá xe đang tăng rất là mạnh luôn á. Đó, AB thì kiểu dáng của nó thì sẽ dành cho nghiêng về các bạn nam hoặc là các cô chú nhiều hơn á. Còn tại vì phụ nữ trong khi là mình đi đám tiệc này kia, nó có máng ngay cái chỗ này thì nó bất tiện. Nhưng khi các bạn mặc đầm mặc váy này kia thì nó bất tiện hơn. Còn Vision thì có thể là nữ chạy đẹp hơn nè. Đó, có thể là tiện lợi hơn. Nó Vision thì hiện tại bên cửa hàng Thạch có 3 phiên bản luôn nha các bạn. Cao cấp nè, đặc biệt, và có phiên bản cá tính là có màu xanh với là màu đen cá tính luôn nha các bạn. Bên Thạch có đủ màu luôn. Đó, rồi để quay về phần bên đây. Thì về cái phần dưới đây nè. Thì con AB thì được sử dụng cái bình xăng nằm ở ngay cái nóc ở trên đây. Còn con Vision thì được sử dụng bình xăng thì nằm ở trong cái cốp xe luôn ha các bạn. Đó. Rồi, cho nên cái cốp xe của con AB á nó rất là bự luôn. Để mở cốp lên cho anh em coi. Đây, cái nó mở cốp này các bạn. Đó, mình nhấn vô một cái là mở cốp. Cốp xe của AB nè là nó sẽ nằm hết luôn về nguyên cái yên luôn. Còn cốp xe của con Vision thì nó phần này á, ngay cái phần ở dưới đây á là để bình xăng, còn cái phần đây là để sử dụng là làm cốp hết các bạn. Cốp xe của con phiên bản cao cấp này á, thì được sử dụng màu của nó là màu nâu nha các bạn. Còn mấy cái con màu khác á, hai con phiên bản đặc biệt cá tính á, là màu của nó là màu đen nha. Đó, đây như cái cốp của con phiên bản đặc biệt nè là cái yên của nó màu đen nè, còn cái yên của con phiên bản cao cấp là màu nâu. Rồi, về phần tem nè, tem của con Vision thì được sử dụng tem của nó là tem màu bạc này các bạn, nhìn cũng rất là đẹp luôn ha. Còn tem của AB cũng được sử dụng tem màu bạc luôn, để chữ A Black ha. Đó, con Vision thì được sử dụng là chỉ một phuộc thôi nha các bạn, còn có AB thì được sử dụng hai phuộc. Đó, thì theo nghĩ thì hai phuộc thì nó sẽ chắc chắn hơn, còn một phuộc thì vẫn im, nhưng mà nói chung là nó không bằng nha các bạn. Đó, mâm thì thầy cảm nhận là hai mâm của con này là đều đẹp hết á. Đó, rồi thì nhiều bạn á thấy các bạn bình luận á, nhầm khi là cái nói là cái con AB này nè nó chạy một thời gian nó sẽ xuống máy, nhưng mà có rất là nhiều khách hàng nói là con AB này chạy rất là bền nha các bạn, không có xuống máy đâu, AB này chạy rất là ngon luôn á. Rồi, thì video hôm nay Thạch xin kết thúc tại đây nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã click vào xem video của Thạch á. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.